Xin chào các bạn. Video hôm nay sẽ là về chủ đề học. Đã lâu lắm rồi Trang chưa làm về chủ đề này, ngoại trừ một cái video về Sephora và Ulta Hall cũng phải hơn 2 tháng rồi. Thì mình có hỏi ý kiến mọi người và các bạn rất muốn xem haul lần này của Trang có những thứ gì. Thì tuần trước nhân dịp Sephora giảm 20% cho VIP Rouge thì mình đã mua một số món đồ mới. Ngoài ra thì mình có mua thêm Colourpop và ở trang Ulta nữa. Nếu mà các bạn muốn xem haul lần này có những thứ hay ho gì thì cùng xem tiếp nhé. Đây là cái hộp mà mình nhận được từ Ulta, tức là mua online shopping thì họ sẽ gửi cái bịch bao đồ như thế này. Và mình đang để tất cả những món đồ mà mình mua cùng Sephora, Colourpop các thứ vào đây luôn. Tại vì là nó cũng khá là to mà. Thật ra thì mình chưa mở món nào ra hết đâu, nên là hôm nay cũng gọi là một dịp unboxing luôn. Nó đang rơi lạch cạch. Ta-da! Đầu tiên là Colourpop. Nếu mà các bạn băn khoăn trong set này có gì thì bây giờ mình sẽ mở ra đây. Trong set này có 6 thỏi son tất cả. Set này tên là Back to Cool, gồm có 6 thỏi son, gồm có chất 1 cream, 1 matte, 2 matte, 3 matte, 1 satin và 1 matte nữa. Tổng cộng là còn 4 matte, 1 satin và 1 cream. Bên cạnh đấy thì mình cũng mua thêm 4 thỏi son lẻ nữa. Đều là matte, tất cả đều là matte thôi. Nếu mà các bạn muốn xem một clip swatch riêng về những em này thì hãy comment ở dưới nhé. Mình cũng đang rất háo hức muốn thử đây vì mình thấy cái set này rất là xinh. 6 màu này đều dễ dùng cả. Và cuối cùng từ Colourpop là một phấn má màu Girl Power, kiểu dạng màu hồng đất. Mình đã sử dụng phấn má từ Colourpop rồi và rất là thích vì chất phấn nó đậm rõ, nó không bị nhạt, không bị vở. Nó kiểu kem mịn lên má mà bám cũng rất tốt nữa. Kiểu chắc là được tầm 5-6 tiếng đấy. Đấy là Colourpop, một collection 4 thỏi son và một màu má. Tiếp đến là từ Ulta, thì xem mình có những gì từ Ulta nhá. Cái này mình còn chưa mở ra. Đây là dầu gội của L'Oreal. Loại này thì mình đã dùng cách đây khá lâu rồi. Và sau khi sử dụng hết cái chai Tresemme thì Trang lại muốn thử lại cái này, bởi vì cái này lần trước dùng thì cực kỳ mềm. Và mình cũng không hiểu sao mình lại ngưng không dùng nữa, chắc là vì liên tục muốn thử cái mới. Thế nên là thử các hãng khác xem sao, nhưng bây giờ thì lại muốn quay lại cái L'Oreal hồng này. Cái này thì siêu mềm luôn. Và tất nhiên là không thể thiếu dầu xả được rồi, tóc mình không có dầu xả thì cứ gọi như là lúc mà gội xong không thể sấy được, không thể chải được luôn. Thế nên là cũng có dầu xả và cái này thì là cùng loại. Dòng Smooth Intense là riêng về làm mềm cho tóc, bởi vì tóc Trang làm xoăn khá nhiều, thế nên nó đang bị sơ ở đuôi rồi. Nếu mà không dưỡng mềm thì... Tiếp theo là đến cái miếng mousse cực kỳ nổi tiếng màu cam này của Real Techniques. Đây là miếng thứ 2 rồi. Mình đã dùng miếng kia đến mức mà nó bắt đầu kiểu hơi bị nát ra rồi, vì dùng quá nhiều ấy, giặt. Và liên tục dùng cái miếng đấy cho đến khi gần đây đổi qua Beauty Blender. Beauty Blender cũng rất thích, nhưng mà mình cũng vẫn thích cái này. Và cái này thì rẻ bằng 1/4 thôi, thế nên là lại muốn quay trở lại dùng đây xem sao. Cái Beauty Blender này thì mình chuyên dùng cho che khuyết điểm, nó tán rất là đều và mịn. Nhiều người dùng cho foundation, kem nền luôn, nhưng mà mình thì lại thích dùng che khuyết điểm nhất. Thế nên là cái miếng này mình sẽ dùng với mục đích khác xem sao, hoặc là dùng với loại kem che khuyết điểm khác, bởi vì mình rất là lười giặt bút, lười giặt cọ. À, son. Tiếp đến là một thỏi son từ Calvin Klein. Đây cũng là thỏi son CK đầu tiên mà mình có. Loại này thì lại chỉ bán riêng ở Ulta thôi, không có ở Sephora. Hình như có bán ở web hãng nữa, nhưng mà mình cũng chưa bao giờ ghé vào web Calvin Klein, bởi vì trong đầu mình chỉ nghĩ đến xịt khi mà nói đến CK thôi. Nắp trắng và thân dưới thì màu đen, màu mình mua. Màu trong mua là màu nude nâu, kiểu giống như, chắc là giống với cái cây nude nuance của Maybelline mà mình đã swatch ấy. Thì hôm nọ ra cửa hàng mình có swatch thử cái màu này lên tay và thấy cái chất son của CK nó rất là mềm. Nhưng hôm đấy không hiểu sao lại không mua, vì không có swatch màu này ở đấy, thế nên là thôi. Và về đến nhà ngồi máy tính một lúc lại quyết định mua cái màu này. Màu này là màu 220 Devotion và chỉ có ở Ulta thôi, thế nên nếu bạn nào muốn mua thì có thể đặt order nhé.
mình chưa muốn soát thử màu ra tay, tại vì khi mà son mới về mình luôn muốn chụp ảnh trước để gọi là ghi lại cái khoảnh khắc lúc mà cây son nó còn nguyên vẹn, còn đẹp đẽ. Sau đấy chụp xong hết ảnh rồi thì mới bắt đầu tán phá nó. Đây là của Olay Eye Lifting Serum. Đây là serum trị quầng thâm mắt. Nếu như mà các bạn theo dõi Trang từ lâu rồi thì luôn biết là mình gặp một vấn đề rất lớn với quầng thâm mắt. Và dù đã trị và sử dụng rất nhiều sản phẩm khác nhau rồi nhưng có vẻ như là nó chả giảm bớt đi là bao nhiêu cả. Thế nên nhân dịp này vì Olay đang sale thì là mình mua thử cái này xem sao. Cái này được review trên mạng rất là tốt. Cha cũng chưa sử dụng bao giờ. Bản thân mình thì rất thích sản phẩm từ Olay vì mình đã dùng cái kem dưỡng ẩm này và sữa rửa mặt rồi, dùng hết hai cái đấy khoảng cách đây hơn 1 năm và rất là thích Olay. Mặc dù Olay ở nhà nhiều bạn không thích lắm vì cảm giác như nó kiểu dành cho người lớn hơn chứ không dành cho độ tuổi của mình ấy. Thế nhưng mà mình vẫn muốn thử xem sao và chắc chắn là mình sẽ review lại cho mọi người. Cái này hay đây. Cái này là bảng mắt của Lorax. Thế xong mình cũng chưa mở ra luôn tại vì muốn để quay video chung vui, cái niềm vui có quà mới. Đây là bảng Lorax Pro Palette. Cái này thì quá trời review luôn, ai dùng cũng mê và không hiểu sao đến giờ mình mới mua. Chất phấn của Lorax cực kỳ thích, để mình chứng minh cho các bạn là thích thế nào nhé. Chắc là 2 tuần gần đây ngày nào mình cũng sử dụng hai cái bảng mắt này. Đấy là bảng mắt Lorax và Lorax Gold. Đây là hai bảng tông nút ấm. Cái bảng Lorax Gold thì tất nhiên nghe tên là biết rồi đúng không? Lorax Gold thì nó nhiều vàng hơn, tông ấm hơn, nâu hơn. Còn cái Lorax Unzip thường này thì nó có cả tông hồng nhẹ nữa. Và hai cái bảng này thì siêu dễ dùng luôn ấy. Tức là chắc là 3-4 clip swatch gần đây lúc nào mình cũng dùng được hai bảng này hết. Bởi vì cái kiểu mắt này dễ đánh và hợp với mọi tông son, không quá là nổi cũng không quá là smoky và rất dễ điều chỉnh từ ngày sang đêm. Các bạn có thể mang một bảng này trong tối chẳng hạn, sáng make up nhẹ mắt một kiểu và đến tối thì có thể trồng thêm một chút nâu nâu này lên cho nó đậm hơn, cho nó quyến rũ hơn. Ban đầu khi mà Trang mua Lorax Unzip này và trả 42 USD thì gọi là siêu xót xa luôn. Ngồi ấn chuột click mà cứ dần dứ xem có nên mua hay không, bởi vì thực sự 42 USD rất là to, rất là mắc. Nhưng mà khi mà cầm trên tay và sử dụng rồi thì mới biết đấy là 42 USD cực kỳ gọi là đáng giá luôn. Bởi cái chất phấn, chất lượng cũng như màu và cái tần suất sử dụng quá nhiều, ngày nào mình cũng dùng. Thì đấy, mình đang rất là yêu thích hai bảng Lorax này rồi, thậm chí mới mua cả Lorax Pro Mega Pro 2, cái bảng to đùng màu xanh ở đây này đấy. Nhưng vì nó ở xa quá thì nên đợi nó ở đấy. Cái đấy thì màu nó đa dạng hơn nhưng mà cảm giác nó hơi khó dùng hơn hai cái này một chút. Hai cái này thì Trang sử dụng liên tục, ngày nào cũng dùng ấy. Vì quá là thích cái chất phấn của Lorax này, mình để từ sáng cho đến tận chiều tối muộn nó vẫn nguyên như thế, nó chả xi nhê gì cả. Tất nhiên là có dùng kem lót mắt rồi, nhưng mà cái chất phấn cảm giác nó siêu mê luôn. Và vì thế mình quyết định mua tiếp Lorax Pro Palette này. Cái này thì ra gần như là đời đầu tiên ấy. Và giờ thì sẽ ngó lại cái màu của nó xem sao nhá. Khi mà bạn mua bất kỳ cái bảng mắt Lorax nào, kể cả bảng này hay là hai cái bảng Unzip vừa rồi Trang giới thiệu, thì cũng đều được tặng kèm kem lót mắt hết, rất là tiện. Và giá của bảng này nếu mà mình nhớ không nhầm thì là 42 USD. Giờ thì đây, bảng này thì là màu đen tuyền luôn. Nó sẽ có một cái lớp phim nhẹ che cái bảng và gương ở đây. Màu thì sẽ như thế này. Trời ơi, toàn màu đẹp. Ở trên là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 màu lì. Và ở dưới là 8 màu nhũ. Mới nhìn thôi đã biết là sẽ sử dụng được rất nhiều rồi. Kiểu smoky cũng được, kiểu mùa thu burgundy mận cũng được, mà mùa xuân cũng được vì nó có cả sắc hồng rất là đẹp. Trời ơi, đẹp dã man. Tiếp theo từ Ulta thì mình có bảng mắt Make Up Revolution. Make Up Revolution là hãng của Anh và giá thành thì ngang drugstore của Mỹ, tức là
tất cả mọi thứ hầu như chỉ tầm 15 đô la trở xuống thôi. Bản này thì mình mua với giá là 7 đô la Mỹ và đây cũng là lần đầu tiên mình cầm trong tay, thế nên là chưa biết chất lượng thế nào cả. Trang sẽ dùng và review với các bạn lại xem sao. Để mình đếm có bao nhiêu màu tất cả nhá. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 màu. Bản này thì kiểu tông hồng ấm, cũng khá là dễ dùng. Và mình thấy cũng được review 4/5, thế nên là cũng muốn thử xem sao. Bản này có tên là Redemption Eyeshadow Palette Iconic 3. Như kiểu Naked 3 ấy. Có đi kèm với cả một cái cọ mắt hai đầu luôn. Và có cả màu lì và màu nhũ xen lẫn nhau. Hiện tại thì mình cũng có sử dụng một số cái bảng mắt drugstore khác. Và nhìn chung thì chất lượng cũng ở mức tương đối. Tức là màu lên thì rõ nhưng mà cái độ bền màu thì không được cao. Tuy nhiên nếu mà các bạn học sinh mà đang muốn tìm một số bảng mắt phù hợp giá sinh viên chẳng hạn thì đấy cũng là một sự lựa chọn rất là tốt. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm về chủ đề mắt này thì Trang sẽ làm riêng một video về các bảng mắt drugstore giá rẻ cho học sinh sinh viên nhé. Một sản phẩm khác cũng từ Makeup Revolution đấy là Salvation Intense Lip Lacquer. Cái này mình không biết có phải là son kem lì hay không. Đọc review trên mạng thì có người bảo là khô lại, có người bảo là không khô. Màu mình mua ở đây là màu kiểu hồng nút đất. Cái này mùi hơi hắc. Để đợi xem một lúc nữa nó có khô lại không nhá. Trong lúc đấy thì mình sẽ mở tiếp các món khác ra. Mùi hắc cực kỳ. Nhưng mà màu này cực kỳ xinh. Màu này chắc chắn là hợp với nhiều tâm da. Nếu mà bạn nào đang tìm màu này thì màu này tên là Nothing Like Anything. Dòng sản phẩm khác nữa cũng từ Makeup Revolution là 4 thỏi son lipstick. Tên đầy đủ là Amazing Lipstick. 4 màu mình mua là màu hồng đỏ, màu nude, màu tím và màu đỏ tươi. 4 cái này thiết kế gần giống với thỏi LA Girl Velvet Matte ấy. Nó cũng có một cái khay bóng dưỡng ở cuối cùng. Nhưng mà đây là son thỏi dạng mềm chứ không lì. Thì hôm trước mình có ăn gian, mình có mở ra dùng thử hai màu rồi. Và lúc đầu thì cứ nghĩ là nó là lipstick cổ điển, thế nên nó sẽ mềm. Nhưng mà ai ngờ đâu nó mềm màu đến kiểu 4-5 tiếng như son lì bình thường luôn mà không bị khô môi. Màu bám trên tay dai cực kỳ. Hôm nọ mình thử soát ra tay xem thế nào. Tẩy bằng tay không thì tất nhiên là không đi đúng không? Nhưng mà sau khi tẩy bằng cả thể trang nữa thì nó vẫn còn cái đường màu nhạt trên tay, nó không trôi hết đi. Thế nên là mình đang muốn thử hẳn lên môi là một clip swatch cho các bạn xem sao. Cái này thì hơi khó mua hơn một chút bởi vì nó là hãng Anh và hiện tại nó chỉ bán ở Anh thôi. Sang họ có sang Mỹ nhưng mà hiện tại chỉ có ở utah.com. Và trang này thì các bạn ở Việt Nam không thể đặt để họ gửi về Việt Nam được. Nếu muốn mua thì phải đặt trung gian qua các shop order ấy. Thế nên là mình vẫn đang khá lăn tăn xem có nên là clip swatch không. Thực sự là chất son rất là thích và mình muốn giới thiệu với mọi người. Nhưng mà nó lại hơi khó mua. Vậy là các sản phẩm từ Ulta đã xong rồi và cuối cùng là Sephora. Cùng xem mình mua những gì từ Sephora nhé. Đầu tiên, đấy là Naked Skin của Urban Decay. Cái này là kem che khuyết điểm. Mình cũng đã nghe rất nhiều review về cái này rồi, nhưng vì giá nó hơi cao một chút thì nên mãi đến bây giờ mới muốn thử xem sao. Thì tông của Trang là tông light neutral. Da mình neutral và da sáng, thế nên là chọn cái tông này. Hôm nay bật máy quay cũng là lần đầu tiên mở cái này ra thôi, thế nên chưa biết chất lượng ra sao cả. Mình sẽ sử dụng và review lại. Urban Decay thì siêu nổi tiếng với các sản phẩm chất lượng rồi. Nó từ bảng mắt này, foundation, màu mắt, son cũng tốt. Em này thì được rate cực kỳ cao trên Sephora luôn. Trong đọc review không nhớ, hình như là trên 4 sao, 4 sao chấm mấy, trên 5. Và chỉ xếp sau hình như NARS thôi. Thế nên là mình cũng không gọi là quá lo lắng. Hy vọng sẽ thích sản phẩm này. Thiết kế của Urban Decay lúc nào cũng đẹp và sang. Cái này cầm rất là chắc tay. Kiểu thích ý. Giờ thì mình có check khuyết điểm của NARS. Và đây là loại mini. Mình rất là vui khi mà NARS ra cái kiểu mini này. Và NARS thì siêu siêu tốt rồi. Lúc nào cũng là review tích cực với em này. Tức là mình sử dụng phần che quầng thâm mắt, nó không bị vón, nó không bị lem. Rồi nhiều giờ nó cũng không bị trôi cái lớp kem đấy đi. Nó vẫn rất là bền ở dưới mắt.
Bạn nào mà đang muốn đầu tư vào một cái thanh tre khuyết điểm gọi là siêu siêu hiệu quả thì Trang rất khuyên là nên dùng NARS đi. Và nếu mà bạn chưa muốn mua loại full size thì hãy thử cái loại mini này xem sao. Cái này thì 12 đô la và chất lượng thì ui, đã dùng là chỉ có mê luôn ý. Cái này là cây full size mà Trang đã mua từ trước, tông honey. Cảm giác như bạn này có vẻ hơi tối hơn so với da của mình, thế nên là mình cũng không dùng nhiều lắm. Và đây là mini này, nó chắc là bằng một nửa. Để mình xem lại xem nhá. À không, chưa đến 1/3 đâu. Cái này là, cái full size này là 6ml, còn cái mini này chỉ 1.4 thôi. Và chắc chắn là đắt hơn rồi, mini thì thường bao giờ cũng đắt hơn. Cái này là 29 đô la Mỹ, còn cái này là 12 đô. Bạn nào mà da hơi ngăm một tẹo thì Trang nghĩ dùng tông honey này rất là hợp lý. Còn nếu da kiểu tông cùng với mình thì có thể dùng vanilla hoặc là custard ấy. Có hai cái tông đấy mình nghĩ là dễ dùng. Cái set này thì hôm nọ mình có ra cửa hàng Sephora đã thử rồi, rất là mê, và hôm đấy thì họ hết hàng, chỉ còn mỗi hàng thử thôi, thế nên là chưa mua được. Đợi đến cái tuần vừa rồi giảm 20% thì phải dình ngay lấy thời cơ. Đây là set highlight của Josie Maran, gồm có 3 sản phẩm. Cả set này thì đều là highlighter hết, nhưng ở 3 dạng khác nhau. Tức là cái này thì là powder, kiểu phấn ý. Còn cái này thì là dạng lỏng, creamy liquid. Còn cái này là creamy one, tức là cái thanh highlight. Trang thì thường dùng powder nhiều nhất, nhưng mà hôm đấy thử hai cái này lên kiểu nó bóng lộn ấy, rất là muốn sử dụng xem sao. Không thể nào thiếu son được. Và thỏi son mà Trang đã mua từ Sephora lần này là Giorgio Armani. Thỏi này là màu 300 tangerine đỏ cam. Thiết kế đẹp, dã man. Trang cũng đã đọc rất nhiều review về em này rồi. Và thường thì tất cả mọi người đều khen là màu lên đẹp, bóng nhẹ, lâu trôi. Mùi hắc quá, kiểu như cảm giác như người ta xịt cả nước hoa vào trong này hay sao ấy. Mùi nó lạ lạ nhưng mà mùi kiểu nước hoa ấy. Mùi này đây, kiểu lumipang ấy. Cái này sẽ nhét chung vào clip swatch các bạn high end luôn nhá. Một thỏi son nữa, đấy chính là Burberry Kisses Limited Edition. Loại này thì là vỏ vàng. Hai tuần trước thì mình có mua thỏi Burberry Kisses màu 04 và cũng chưa dùng, và có ý định là cho nốt vào clip high-end. Loại này limited edition vì thường thì cái vỏ nó màu ghi xám xám, còn lần này thì nó là vỏ vàng. Và cái phiên bản vàng này thì chỉ có hai màu thôi, đấy là màu 109 đỏ military red này, và một màu kiểu son nó màu vàng ấy, nhưng mà mình thấy mọi người chê cái thỏi đấy rất là nhiều vì nó không lên màu mấy. Cũng không hiểu vì sao cả. Đây, đây là cận cảnh. Vì sao mình mua thỏi này thì chắc 90% lý do là vì nó là limited edition. Và Trang thường có một cái sự đam mê mãnh liệt với những thỏi gọi là limited edition ấy, vì cảm giác là nó chỉ sản xuất một thời gian ngắn thôi và mình phải có ngay lập tức. Thế nên là mua. Mặc dù tông đỏ thì Trang không sử dụng nhiều lắm, hàng ngày thì mình thiên về các tông cam và san hô nhiều hơn. Thế mới thấy đau khổ, lúc nào cũng chỉ mua vì vỏ là chính. Nắp thì dạng kiểu nam châm, thế nên là dù có thả xuống thì nó vẫn về vị trí như cũ. Sản phẩm son cuối cùng mà Trang mua đấy chính là cái set Lolita Lip Duo của Kat Von D. Ui, nó đang non con thế này. Cái này thì hôm trước mình cũng ăn gian rồi. Nếu mà bạn nào đã xem cái clip trò chuyện tâm tình phần 2 thì Trang sử dụng cái thỏi Lolita 2 này. Đây là hai thỏi mini trong set này, và mình nhớ không nhầm thì giá của nó là 19.5 đô la Mỹ. Cái dòng liquid lipstick của Kat Von D hình như là được rate cao nhất ở phần lipstick của Sephora luôn. Và mình cũng công nhận là đây là cái thỏi son kem lì mà mình ưng nhất từ trước đến giờ, tức là nhất luôn ấy. Nó đảm bảo đầy đủ các tiêu chí về thiết kế này. Cái thỏi full size thì dài rất là đẹp, vỏ hộp cũng rất là đẹp. Màu son, cái bảng màu của dòng liquid lipstick này rất là nhiều, chắc chắn là ai cũng sẽ chọn được một màu cả. Hồi trước, năm ngoái thì Trang có sử dụng màu Outlaw là màu đỏ kiểu đỏ máu, và Bachelorette là màu hồng đỏ. Thì hai tông màu đấy đều rất dễ sử dụng.
Ngoài ra thì phải nói đến cái chất son. Cái chất son là cái điều mà mình cảm thấy ấn tượng nhất với dòng son này. Vì mặc dù kem lì thì mọi người biết là nó sẽ hơi khô lại sau khi mà các bạn thoa lên môi, 2-3 phút sau nó sẽ khô. Và có những loại, ví dụ như Colourpop thì càng để lâu nó sẽ càng khô lại nhiều hơn. Nhưng cái son này, cái điểm đặc biệt của nó là dù bạn có để cả ngày đi chăng nữa thì nó vẫn mềm, mềm ơi là mềm ấy. Giá của thỏi son này thì hơi mắc hơn so với các loại kia. Ví dụ như Colourpop chỉ 6 đô la Mỹ thôi, thì cái full size của cái Kat Von D liquid lipstick này là 20 đô cơ. Tuy nhiên nếu mà mình nghĩ bạn muốn đầu tư một thỏi liquid lipstick mà chắc chắn gọi là gần như hoàn hảo thì hãy xem xét Kat Von D xem sao. Bởi vì mình tin là nếu mà bạn mua thì bạn sẽ không bao giờ thất vọng đâu. Hai màu này là màu kiểu cam nude và màu nâu nude, rất là đẹp. Lolita đã ra trước rồi và liên tục bán chạy, là một trong những màu bán chạy nhất của cái dòng đấy. Lúc nào lên Sephora cũng thấy hết hàng. Và cái này thì mới ra năm nay phiên bản mới màu nude cam, kiểu kiểu như cái màu LA Girl, màu Fleur ấy. Nhưng mà cái này thì nó nhiều nâu hơn một tí xíu. Hai tông này thì sử dụng được với tất cả các tông da. Mình nghĩ là bạn nào dùng cũng sẽ xinh hết. Nó rất là tươi, nó không kiểu bị xỉn da đâu. Và cái màu Lolita 2 này thì Trang sử dụng nhiều hơn là Lolita 1. Đấy, mặc dù là mới mua tuần trước thôi nhưng mà kiểu vì háo hức quá rồi thì nên là đã dám mở ra trước và sử dụng trước luôn. Đây chính là hai màu này đây. Vì đèn đang hơi sáng nên các bạn sẽ thấy cái dưới nó cam, nhưng mà thật ra bên ngoài nó kiểu cam nút ấy. Còn cái trên là nâu nhiều hơn. Hai cái này bé bé xinh xinh này. Cuối cùng là cái set này. Set này thì không phải là Trang mua mà là tích điểm thôi. Set này thì là 500 điểm và từ YSL. Mình chịu, vẫn không biết đọc thế nào cả. Yves Saint Laurent. Set này cũng chỉ có mặt trong một thời gian rất ngắn trên mạng và rồi nó hết hàng ngay lập tức. Mình nghĩ là chắc nhiều người cũng thích bốn cái sản phẩm này. Trong cái hộp 500 điểm này thì có một mascara, một kem lót, một cái son tint và cuối cùng là một cái tuýp sample nước hoa Black Opium. Tuýp mascara và kem lót thì vẫn được để trong hộp rất là đẹp đẽ. Còn son thì không có hộp, son thì bé tí. Đúng rồi, mini bé. Nó chả có màu gì cả. Thật ra mình cũng đã thử ở Sephora rồi và đã bỏ qua em này ngay vì thứ nhất là giá nó cao và thứ hai là màu nó lên không ấn tượng, nó chỉ là dạng tint kiểu hơi có dầu để làm cho môi bóng lên. Nói chung nó như kiểu son bóng ấy, nhưng mà cảm giác là nó mỏng hơn, nó không dính như son bóng. Nó vẫn dính và nó không có màu gì hết. Đây này, mình có bôi thử ra đây và không biết các bạn có nhìn thấy gì không, bởi vì nó chả có màu gì đâu. Nhưng mà phải công nhận một điều là son của YSL lúc nào cũng có một cái mùi thơm hoa quả nhẹ nhẹ rất là đặc biệt. Và son nào cũng thế, kể cả cái thỏi lipstick hay là cái thỏi Volupté Shine hơi bóng bóng nhẹ một chút. Và cái này cũng thấy nó có một cái mùi mà lúc nào mình cũng muốn mở ra hít hít mãi rồi đấy. Nó không kiểu nhân tạo quá đâu, nó lại kiểu hơi tự nhiên, ngọt ngọt, nhẹ nhẹ, thơm thơm. Thơm dã mà. Nhưng mà son thì mình không thích. Và cái thỏi son của Make Up Revolution nó vẫn không khô lại, thế nên chắc chắn đây không phải son kem lì đâu. Ta-da! Vậy là đã xong nhiệm vụ của video hôm nay rồi. Nếu như bạn muốn Trang review bất kỳ sản phẩm nào trong số những sản phẩm vừa rồi thì hãy comment ở dưới nhé. Mình sẽ dành thời gian và sử dụng và review với các bạn lại xem sao. Nếu mà các bạn yêu thích chủ đề haul và muốn Trang làm tiếp thì cũng hãy nói cho mình biết. Bởi vì thường mình nhận được đồ mới là mình lôi ra mình chụp ảnh luôn và sau đấy cất luôn, chuẩn bị sử dụng luôn, không gom lại vào một cái hộp đầy đủ nào cả. Thế nên là chả bao giờ nhớ để làm video haul cả. Trang sẽ để link tất cả các sản phẩm vừa rồi phần caption, bao gồm giá web mua để các bạn có thể tham khảo xem sao. Chắc là vậy thôi nhỉ. À, mình sẽ để link cả áo này nếu mà bạn nào quan tâm nữa. Màu son hôm nay mình dùng là thỏi Bourjois màu 04. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Trang sẽ hẹn gặp các bạn sớm thôi. Bye bye!